Hello và xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tín Tagami đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái video về mini world sinh tồn núi lửa nha mọi người. Thì ok, trước khi về video mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Thì ngày hôm qua mình không ra video bởi vì cái phần mềm quay video của mình gặp vài một số trục trặc đó mọi người, nên mình dành thời gian để mình sửa. Nè, bây giờ mình đã sửa xong rồi, bây giờ mình sẽ có video lại cho mọi người nha. Ok, thì trong tập trước đó mọi người thì mình đã lên đảo bay, mình khám phá cái đảo siêu đảo quay của mình, gọi là kiếm được khá nhiều đồ. Và trong ngày hôm nay mình sẽ đi lên cái vũ trụ nha mọi người, đi lên hành tinh Horus. Thì trong tập trước mình có chế tạo một cái con chip nè, và mình sẽ lấy một cái cục khối khối như vậy luôn. Thì trong thời gian như thế tập đó mọi người, mình có đi tới một cái trạm không gian ở đâu bên kia kìa, mình cũng không nhớ ở đâu bên kia kìa, để mình lấy cái hai cái để vận hành cái cỗ máy không gian gì đó, cái cỗ máy dịch chuyển đó. Và mình đã làm một cái căn phòng thí nghiệm cho mình nha mọi người. Đó, mình trang trí nó, mình trang trí bằng đá củi các thứ, nhìn nó hơi cổ tí xíu. Cái máy thì mình chưa trang trí được bởi vì mình chưa có thời gian đó mọi người. Mình mới trang trí được cái nền, cái gọi là cái tường, bốn bức tường xung quanh, và mình đặt một cái máy hay là cái máy dịch chuyển và một cái cỗ máy bên cạnh. Thì ok, còn bây giờ mình sẽ kích hoạt cái cỗ máy này lên cho mọi người. Thì đầu tiên mình sẽ lấy cái khối này bấm vào cái này đó, và nó sẽ hỏi mình những cái gì mình chả hiểu nữa mọi người. Đó, và tiếp theo là chúng ta dùng con chip này bấm vào cái máy này đó, và cái máy này sẽ chuyển thành một cam rất là đẹp luôn. Và bây giờ mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ con chip rồi đó mọi người. Đó, được rồi nè, đó, nhận nhiệm vụ luôn. Đó, thì cái này nó sẽ cho chúng ta theo ba hướng. Ồ, mình cũng chả biết ba hướng này nữa. Rồi, nói chung là bây giờ mình sẽ đi lên vũ trụ nha mọi người, để mình tìm kiếm kim cương đó mọi người, để mình chế tạo những cái vũ khí mạnh hơn nè, chế tạo mấy bộ giáp mạnh hơn. Chứ bộ giáp Titan này khi nào mình đánh boss thì nó không có đủ sức lực cho mình đâu. Để mình xem thử mình còn thiếu những gì không ta. Mình sẽ cắt tại một cái rìu đồng trong này đi. Đâu cần đem theo rìu đồng đâu. Mình cần đem theo sắt không ta? Mình nghĩ mình không cần đem theo sắt đâu. Rồi, chắc như vậy là ổn rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ lên vũ trụ nha mọi người. Ok, tay le lên vũ trụ luôn. Đây là lên vũ trụ xem thử vũ trụ hành tinh Horus có gì hấp dẫn hay không nha mọi người. Rồi, ok, thì mình đã lên tới vũ trụ này. Chưa gì mình gặp em gà, đó là em gà bị khùng, gà bị điên gì đó. Cứ hú nhìn rất buồn cười luôn. Để bây giờ đó, để bây giờ mình đánh cho em nào xem. Hôm nay thì 300 máu luôn à, nhiều thật sự. Nhưng mà mình đánh một phát là chết thôi. Rồi fam, mình sẽ xuống như này, mình lấy cái cục này luôn. Rồi, đây là cái quyển gì đây ta. Rồi, mình được cái công thức chế tạo gì đây. Ôi, chế tạo một cái viên cục đá gì đó. Nhưng mà mình chưa có cái để mình lấy vài block để mình bắt lên phía trên nha mọi người. Chứ bây giờ chả có block gì mình đi theo người hết á. Đây, mình bắt vài block đem lên phía trên. Thiếu rồi. Đây. Đây, ok, nhảy lên phía trên luôn. Và mình sẽ nghĩ xung quanh thử con cái kim cương hay gì không. Bấm chữ M lên nè. Cái này phải kim cương không? Phải không ta? Không, cái này là ngọc lapis thôi mọi người. Cái ngọc đây là ngọc đá lam thôi chứ không phải là kim cương, tưởng là kim cương chứ. Và trời cũng bắt đầu tối luôn rồi. Thì bây giờ mình đi ngủ tí xíu đã. Đi ngủ để trời nó sáng sáng hơn, dễ nhìn hơn tí xíu nè mọi người. Rồi, ok. Rồi, ngủ lại. Ok, và bây giờ mình lấy cái lại cái giường. Rồi, và mình sẽ nghĩ qua xung quanh thử có cái gì hấp dẫn không, có kim cương hay gì không. Không phải kim cương, cái đó là cái gì á mọi người, cái gì màu xanh xanh á. Để bây giờ mình đi theo hướng này trước đi. Ok, để bây giờ mình đi theo hướng đó trước. Từ ở đây có mấy quả oxy nè, mình sẽ lấy một vài quả oxy để mình đi trên đường mình ở cứ sẵn tiện, thì nếu mình cần ăn thì mình sẽ ăn chạy để chạy cho nhanh đó mọi người. Đúng rồi, mình quên chế tạo cái mặt nạ oxy rồi. Rồi xong luôn, mình quên chế tạo cái mặt nạ oxy rồi mọi người. Ôi giời ơi, chắc bây giờ mình sẽ quay trở về một phát để mình chế tạo cái mặt nạ oxy xong mình sẽ quay lại nha mọi người. Ok mọi người, thì mình đã về nhà rồi. Và bây giờ mình sẽ đi lên mình chế tạo một cái mặt nạ oxy nha mọi người. Thì cái mặt nạ oxy thì chúng ta cần mấy cái lông chim nè mọi người. Đó, mấy cái lông chim hồi bữa trong tập trước mình đã có lấy. Và để mình xem thử công thức là gì đó, mình quên mất tiêu rồi. Đây rồi, chúng ta cần hai bông hả?
bông thì chúng mình có khá là nhiều luôn. Đây đây, mình sẽ ra bên ngoài mình thu thập thêm một đống bông bên kia nữa mọi người. Cái này là cây thì trong thời gian nhớ tập mình có trồng khá là nhiều lúa luôn rồi. Mình đã gọi là nhân giống mấy cây lúa lên khá là nhiều. Và để bây giờ mình chặt hết mấy cây bông này luôn đã nha mọi người. Rồi, trồng hết lại luôn. Đấy rồi, nếu thiếu thì mình sẽ chạy qua mình đi tìm thêm vài cây bông nữa, chứ hiện tại thì mình cũng có khá là ít bông chứ không có nhiều lắm mọi người. Đó, không biết là trồng đủ không ta. Ok, vừa đủ luôn và còn dư 11 cây bông. Và để bây giờ mình chế tạo một cái mặt nạ oxy nè. Đây, một cái mặt nạ oxy. Ok, xịn sò con bò luôn. Và để bây giờ, đúng rồi, muốn đi nhanh hơn trong vũ trụ mọi người, thì mình sẽ chế tạo một cái rất là đặc biệt, chính là cái áo bóng đá nha mọi người. Thì với cái áo bóng đá thì chúng ta cần phải có một cái bột màu trắng nè. Để mình nhớ không lầm là vậy mọi người. Và để bây giờ mình chế tạo thành cái bột màu trắng nha. Đó, bột titan thì chúng ta cần dùng cái này. Đó, ra bột titan rồi. Và để mình nhớ xem lại công thức của cái áo bóng đá là gì đó nha. À đây rồi, cần một bột màu trắng, một bột màu xanh và 9 chỉ. Chúng ta có khá là nhiều chỉ luôn. Còn bột màu xanh á, thì hình như là mình phải đi giết vài em cá ở dưới mấy con sông thôi mọi người. Giết cá màu xanh nhạt hay sao á. Để bây giờ mình xem có hồ mình có em cá nào màu xanh nhạt hay không. Em này màu hồng rồi. Đây phải không? Ôi không phải, không phải. 1 hour later. Ồ, ra rồi nè mọi người, cuối cùng cũng được rồi nè. Đó, một cái bột thuốc nhựa màu xanh. Rồi, và bây giờ mình sẽ chế tạo thành cái áo bóng đá nha mọi người. Đây, chế tạo một cái áo bóng đá luôn. Và để bây giờ mình sẽ... Đây, mình sẽ lấy ra cho mọi người xem. Ui, cái áo bóng đá. Đó, nhìn xịn sò chưa? Ok, nhìn xịn sò con bò liền. Và hình như mình phải chế tạo một cái cuốc titan. Mình sẽ đem theo titan để mình chế tạo một cái cuốc titan để khi nào mình đào kim cương đó mọi người. Một cái cuốc titan nữa. Đó, rồi ok, và bây giờ mình sẽ dọn đồ cái ba lô lại mình lại một phát nha. Rồi ok, như vậy là ổn rồi đó mọi người. Và bây giờ mình sẽ đi qua bên vũ trụ lại một phát. Trời ơi, chưa chuẩn bị kịp đồ là mình mất khá là nhiều sao luôn. Và bây giờ mình sẽ bay qua hành tinh Horus một lần nữa nha mọi người. Đó, tự nhiên bay đi bay về mất tốn hết cả 5 sao, 7 sao của mình. Khá là buồn luôn, 7 sao. Và bây giờ mình sẽ quay lại nha, ok. Rồi, và chúng ta đã tới đại hành tinh Horus rồi. Và bây giờ mình sẽ mang cái mặt nạ oxy vô nha. Đó, thì bây giờ thì chúng ta có khả năng chạy nhanh các thứ rồi. Và để bây giờ mình ăn cái miếng thịt để mình hồi lại năng lượng cho mình. Đó, fam. Trên hành tinh Horus này sẽ có xuất hiện khá là nhiều kim cương luôn. Và để bây giờ mình sẽ đi vòng vòng thử, hy vọng tìm ra được kim cương nha. À đúng rồi, mình phải chặt một vài cái cây gỗ này về mình còn làm một cái máy farm quả oxy nữa mọi người. Đó, vài bữa mình lên mình có oxy mình ăn đỡ phải mang mặt nạ. Rồi, và bây giờ chặt hết luôn. Với phần mặt nạ này mang vào khá là tốn đó mọi người. Đó, khá là tốn mặt nạ luôn. Mà cái mặt nạ này khá là dễ hư luôn mọi người. Mọi người, rồi bên đây có kim cương nè. Phải không ta? Mình thấy nó màu xanh nhạt phải không? Không phải, cùng màu. Trời ơi, tưởng kim cương mà mình mừng muốn chết. Không phải thì thôi, bây giờ mình sẽ đi theo một hướng, hy vọng tìm ra được kim cương. Thì ở đây có thêm một cái cây nữa, mình chặt vài cây nữa đi. Đó, hy vọng tìm được kim cương nhanh mọi người. Đó, chặt thêm vài cây nữa. Ok. Và trên đây có quả oxy nè. Mình sẽ đi lên lấy quả oxy này luôn. Đó. Rồi ok. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi thẳng nha mọi người. Hy vọng tìm được thật là nhiều kim cương. Và hy vọng tìm được mấy cái chạm không gian đó mọi người, để mình lấy thêm nhiều công thức đó mọi người, để mình chế tạo kiếm đồ, mình chế tạo vài bữa đi đánh boss mọi người ơi. Còn phải chế tạo khá là nhiều đồ để mới đi đánh boss được nha mọi người. Rồi, đánh cái em gà này luôn. Đó, em gà. Em gà nè. Ok, em này khá là trâu luôn, 300 máu. Rồi ok, và hình như em gà này còn có ra đá năng lượng nữa sao, khá là xịn sò luôn. Phải chơi chưa gì chơi để bắt đầu tối rồi. Ok, mình đi ngủ một xíu đã. Rồi, bây giờ mình tiếp tục đi. Đúng rồi, mình có cái áo bóng đá mà mình quên. Đấy rồi. Kim cương, 2 viên kim cương đầu tiên. Thì bây giờ để mình lấy một cái cuốc bình thường ra đi. Đó, lấy cuốc titan bình thường. Nếu mình dùng cái cuốc titan mà có cái hiệu ứng thu thập chuẩn thì nó sẽ ra kim cương, mình cái khối kim cương luôn, chứ nó không ra viên kim cương, nên khá là cực đó mọi người. Nên mình chế tạo thêm một cái mới là vậy đó. Rồi, và ở đây có mấy cây nấm này, không biết là mình dùng cái cuốc kim cương của mình có hiệu ứng cái cuốc titan có dòng thu thập chuẩn, nó không biết có ra mấy cây nấm này cũng nữa. Để mình xem thử. Ra được nè. Đây là cái
cái khối nấm hình như là mình ăn được phải không? Ủa, không ăn được luôn à? Ờ, để mình đập thử mấy cái này mình có ăn được không? Mấy cái lá nấm này nè. Ui tự mấy cái này cao quá mọi người. Ờ, để mình xem, để mình lấy cây thấp thấp này thử. Ai rồi, và mình sẽ bắt lên. Ok, mấy cái nấm này làm được gì ta? Mình chả biết được mấy block đó, block nấm nó làm được gì nữa. Rồi mình sẽ lấy mấy cái khối này, hình như mấy cái khối lá này ăn được hay sao đó mọi người. Ở đây nè, phải không? Phải không? Hình như là ăn được phải không? Ôi, nhưng mà ăn được chứ, nó cho chúng ta những cái hiệu ứng khá là kỳ lạ luôn. Ôi trời ơi, không được rồi, không được rồi. Hiệu ứng đi ngược nữa sao đó mọi người. Chỉ khá là buồn cười. Ôi giời ơi, ôi bên kia có kim cương nữa kìa. Ôi từ từ, bên kia có kim cương nữa kìa mọi người. Ôi trời ơi, à đúng rồi, kim cương nó sẽ có hình khác nha mọi người. Ô, nhưng mà đây không có cái màu. Ôi từ từ, đó mất tiêu rồi. À đây đây, kim cương đây rồi, kim cương đây rồi. Thêm kim cương nữa nè. Nó không có hiệu ứng cho mọi người xem. Mình tính chỉ cho mọi người là kim cương nó sẽ có hiện lên màu xanh nhạt ở trên bản đồ. Nó khá là tiện lợi trong việc tìm kim cương ở trên hành tinh Horrocks. Rồi để bây giờ mình tiếp tục đi thôi mọi người. Và hy vọng tìm được những cái gì đó thú vị nha. Và ở đây có một cái đảo quay trên không. Rồi để bây giờ mình đi nha mọi người. À có sẵn tiện có đá lam thì mình sẽ đi đào khá là nhiều, thật là nhiều đá lam luôn mọi người. Đó bởi vì ở trái đất thì mình cũng chưa có nhiều đá lam á, nên mình sẽ sẵn tiện thì mình sẽ lên vũ trụ mình đào đá lam luôn. Ở đây nó có đá lam nữa này. Rồi ok, hai viên luôn. Ui trời ơi là trời, ở dưới này có cái gì nữa nè. Rồi để mình bắt block đi lên thôi. Mấy cái lá này mình cũng không cần ăn đâu đúng không mọi người, cái lá đó mình cũng đâu cần mang làm gì đâu đúng không. Rồi để bây giờ mình sẽ đập mấy cái khối này luôn, mấy cái đá lam này luôn. Đó kiếm thật là nhiều vào. Rồi đây nữa, thì mình hiện tại mình chưa biết cái khối đá lam trong phiên bản này để dùng để làm gì nữa mọi người. Thôi mình cứ đào một đống đi, để có gì nếu cần thì mình sử dụng luôn. Và ok. Ơ, gì mình nghe tiếng sấm sét ở trong đây nữa. Trên hành tinh này cũng có cả cơn bão nữa à. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi thôi nha mọi người. Đó, hy vọng tìm được những viên kim cương và tìm được những cái chạm không gian hay sao, mình cũng không biết tên, gọi là tên là gì nữa. Chạm không gian để mình tìm những cái dụng cụ cần thiết trong tương lai nha, những thứ cần thiết trong tương lai. Và bấm M lên, vừa đi vừa bấm M. À, bên kia có kim cương kìa. Mọi người thấy màu xanh nhạt đây không? Đó, mọi người thấy màu xanh nhạt không? Từ từ, mình đang bị lắc con chuột một xíu. Đó, mọi người thấy màu xanh nhạt không? Đó, cái đó là kim cương đó mọi người. Đó, nó sẽ ra hiện ra màu xanh nhạt đó. Và trước mặt mình kìa. Mọi người thấy chưa, có hai viên kim cương trước mặt mình kìa. Đó, xịn sò. Đây là một cách tìm kim cương khá là dễ trong phiên bản này luôn đó. Và Ui, mình lỡ đánh em này, không biết em này có quăng bom mình không nữa. Ờ, hy vọng là không quăng bom mình. Ơ, từ từ. Lại nữa, mình bấm nhầm cái cuốc có hiệu ứng dòng thu thập chuẩn rồi. Nó lấy ra luôn viên kim cương còn nguyên vậy luôn. Trời ơi là trời, không hiểu luôn. À, ok, để mình tiếp tục đi thôi nha mọi người. Đó, hy vọng tìm ra thêm được nhiều viên kim cương nữa. Đây rồi, thêm một viên kim cương nữa. Rồi, đó, thì khi nào có kim cương thì mình sẽ dừng lại cho mọi người như thế đó là mọi người. Đó, khi nào có gặp được kim cương thì mình sẽ bâu, mình sẽ quay lại đó mọi người. Ok, và tiếp tục đi lên. Hình như kim cương thì thường sẽ xuất hiện ở trên núi phải không ta? Mình sẽ đi lên, mấy cái này là mấy cái núi nè mọi người. Để bây giờ mình sẽ đi lên coi thử. À, và mình sẵn tiện đi lên tìm đồng Horrocks luôn mọi người. Thì mình cũng khá là cần đồng Horrocks luôn. Rồi, và sẵn tiện lên này kiếm đồng Horrocks để mình đào luôn mọi người. Trên này có đồng Horrocks không? Nghĩa xem thử. Hy vọng là có. À đây rồi. Ở đây phải đồng Horrocks không? Không phải, đây không phải là đồng Horrocks. Để mình xem thử có đồng Horrocks trên này không nha mọi người. Không có gì hết. Đây phải không? Ôi không phải luôn. Ui sao trên này không có đồng Horrocks ta? Ở đây rồi, chúng ta đã có một cái quặng đồng Horrocks rồi nè. Đó, để bây giờ mình lấy cuốc Titan mình đào ra nha. Đó, được một quặng đồng Horrocks rồi. Và mình cần 9 quặng đồng Horrocks để tạo thành 10 quặng đồng Horrocks để tạo thành khối quặng, cái khối to to đó mọi người. Để mình khi nào về sau mình triệu hồi em boss đó mọi người. Đó thì mình cần phải đào nhiều một xí để vài bữa mình phải chế tạo cái mũi khoan đồng nữa, khá là xịn luôn. Và để bây giờ mình lấy bên kia có thêm một cái quặng đồng rách kìa, nhưng mà ở đó có một cái em đây, em quỷ đỏ này. Đó, đánh đó. Ok sẵn rồi, đi đào mấy hai viên đồng hồ rách này luôn. Ok,
nghe cả tiếng sấm sét khá là sợ luôn. Thì mà trên vũ trụ mà có cả mưa nữa. Ơ, mình nghe cái tiếng gì á mọi người, tiếng gì bẹt 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 á. Ui, cái tiếng gì vậy, nghe khá là sợ luôn. Ui, nghe khá là sợ luôn mọi người. Ui, chả hiểu cái tiếng phát ra từ đâu nữa. Ui, sợ quá sợ quá sợ quá. À, cái tiếng của cái mặt nạ oxy nó sắp hư rồi, nó sẽ kêu bẹt 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 đó mọi người. Nó kêu tiếng khá là kỳ lạ luôn. Và để bây giờ mình đào ở cái quặng kim cương này luôn. Ôi trời ơi, hèn chi nó kêu cái kêu tiếng gì không. À, thì ra là cái tiếng của cái mặt nạ oxy sắp bị hỏng. Ôi trời ơi, tưởng gì không. Rồi xong, giờ cái mặt nạ oxy của mình sắp hỏng mất tiêu luôn. Và nhưng mà không sao mọi người, mình có khá là nhiều cái long vũ nên để mình chế tạo thêm một cái mặt nạ nữa để mình đi cho nó nhanh đó mọi người. Ok ok, để chết sẵn chế tạo thêm một cái mặt nạ nữa đi. Đó, rồi mang vô luôn đó, như thế là ổn áp rồi. Và mình sẽ ăn một cái gì đó để hồi lại năng lượng cho mình. Đây đó, ăn mấy miếng cá để hồi lại năng lượng cho mình nha. Ơ, sao mình bị hiệu ứng gì rồi. À, đây là cái cá còn sống đó mọi người, nó ăn nó bị đau bụng. Ôi giời ơi, mình bị tiêu chảy. Rồi xong luôn, ỉ ra cục cức luôn, không hiểu luôn, ỉ ra cục xít luôn. Và ok, để bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm thêm kim cương nha mọi người. Đó, hy vọng tìm thêm kim cương. Nãy giờ mình đi hoài mình chả thấy cái trạm vũ cái địa điểm trạm vũ trụ này hết, khá là buồn luôn. Kia kia rồi, có thêm kim cương nữa kìa. Trời ơi, xém bỏ qua rồi. May mà mình còn thấy nó kịp chứ mình xém đi qua nó luôn rồi đó mọi người. Đây, thêm một viên kim cương nữa. Đó, đập ra luôn. Thế là được 7 viên kim cương rồi. Ồ, khá là nhiều đó nha, khá là nhanh đó. Nãy giờ mình mới đi mà được 7 viên là cũng là hơi bị nhanh rồi đó mọi người. Và mình sẽ tiếp tục bật mờ lên nghĩa nghĩa nữa. Và ok, khi nào mình gặp lại kim cương hay gặp lại cái trạm vũ trụ thì mình sẽ quay lại nha mọi người. Trạm không gian á thì mình sẽ quay lại nha. Ok. Ơ, chưa, mình vừa nói ok xong lại gặp một cái trạm vũ trụ rồi. Nhanh thật sự. Rồi, đây đây đây, chúng ta có một cái trạm không gian. Cái này gọi chả biết gọi là gì, mình thôi đọc mình gọi là trạm không gian đi. Đó, mình sẽ đào mấy cái đá hồ ráp này luôn. Đó, và được cái gì trong này đấy? Được hai cái, được một cái, tưởng hai cái mảnh công thức chứ. Và chúng ta có công thức gì đây? Công thức của cái bình oxy. Ờ kìa, cũng không cần công thức đó lắm mọi người. Mình có cần phải chế tạo mấy cái bình oxy đó đâu. Không hiểu luôn. Cho mình công thức đó cũng như vô dụng thôi. Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt lại block về bên đi lên nha mọi người. Ờ, đây. Đây phải không? Đúng rồi. Ok ok. Ủa, đây có tấm biển, biển báo gì nè. Chả hiểu nữa. Rồi, thôi đi tiếp đi. Cũng không quan trọng cái biển báo đó lắm. Và hình như trời tối rồi, mình sẽ đi ngủ tí xíu nha mọi người. Để có hồi lại thể lực cho mình, để mình chạy nhanh nhanh hơn tí xíu. Rồi, và ok. Không ép rồi, và lấy cái điều ra chặt lại cái giường. Rồi, mình tiếp tục đi nha mọi người. Hy vọng tìm thêm được kim cương và cái trạm vũ trụ không gian như lúc nãy nha. 1 hour later. Ok, và thêm hai cục kim cương nữa. Ok, đào hết hai cục kim cương này. Thì nãy giờ mình đi trên vũ trụ, đi trên hành tinh Horus này khám phá cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà mình cũng kiếm được khá đồ nha mọi người. Nhưng mà mình chưa tìm được một vài món đồ mình cần đó mọi người. Là mình chưa tìm được cái mảnh cái bàn chế cái phù phép lộn cái công thức của cái mũi khoan Horus. Và mình sẽ xem thử chú này bán gì đây mọi người. Anh này bán gì đây? Đổi cái công thức gì đó. Và đổi cái này được một cái mảnh này nè, nhưng mà mình không cần. Mình thiếu một cái mảnh công thức để chế tạo cái mũi khoan Horus rồi, và mình chỉ thiếu cái đó thôi mọi người. Đó, khá là buồn luôn, mình đi tìm cái đó nãy giờ mà chả tìm ra hết. Nhưng mà ok, chắc như vậy cũng đã ổn rồi mọi người. Ngày đầu tiên đi lên hành tinh Horus tìm được cũng khá đồ, được 26 viên kim cương còn nguyên, còn 7 viên kim cương, 7 khối kim cương. Và gọi là kiếm được một số cái món đồ hợp lý rồi. Đó, mình kiếm được những cái công thức này nè mọi người. Mình kiếm được cái móc câu, móc câu đó, cái móc có đấy, mình không biết cái đó là móc gì nữa. Nói chung mình được kiếm được cái móc là cũng khá là hợp lý rồi. Ở đây có thêm 2 viên kim cương nữa nè. Ok ok, để đèo hết 2 viên kim cương này luôn. Đó, thì mình kiếm được cũng khá đồ đó mọi người. Và chắc hôm nay như thế cũng đã ổn rồi đó mọi người. Và ok, không biết là mình còn may mắn tìm được, mình có nên ở lại mình tìm thêm cái mũi khoan Horus nữa không. Bởi vì
mình cần cái mũi Conrad đó mọi người, để mình đi đào mấy cái quặng Gravity gần, để mình chế tạo khi nào về sau mình triệu hồi mấy em boss nữa mọi người. Đó, mình thiếu mỗi cái đó thôi chứ mình chưa được, gọi như là gần đầy đủ hết tất cả mọi thứ rồi mọi người. Kiếm được khá khá kim cương rồi, cũng không cần thêm kim cương nữa mọi người. Và ok, chắc tập như hôm nay như thế đầy đủ mọi người. Ok, và nếu mọi người thấy video này hay á, mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye.